Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Rất cảm ơn quý vị đã đóng góp ý kiến để ủng hộ chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu rất là nhiều những thông tin thú vị xoay quanh cuộc sống đúng không nào? Vậy thì video clip lần này chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đi cập nhật những thông tin thật sự thú vị. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, bật điều hòa chế độ nóng, nhớ lắm lấy mẹo này để suốt mùa đông không lo bị ốm. Vào mùa đông, nếu gia đình có người già và trẻ nhỏ thì nên dùng điều hòa 2 chiều để tốt cho sức khỏe. Vậy cách để bật điều hòa sang chế độ nóng như thế nào để tốt cho sức khỏe? Để chống lại cái rét đậm của mùa đông, nhiều hộ gia đình sử dụng các thiết bị sưởi chuyên dụng như là quạt sưởi, máy sưởi dầu hay là đèn sưởi và điều hòa 2 chiều để xua tan đi cái rét. Tuy nhiên thì việc dùng điều hòa để làm nóng căn phòng như thế nào, đúng cách, bao nhiêu độ và sử dụng với tần suất ra sao để an toàn cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Nhiệt độ điều hòa phù hợp cho trẻ em và người già. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa nóng vào mùa đông cho trẻ em. Bật điều hòa chế độ nóng cho trẻ nhỏ thích hợp nhất là từ 20-23 độ C. Khi bật điều hòa thì bạn có thể đặt kèm một chậu nước cùng với các cánh hoa hồng bên trong để tránh làm khô da, tạo cảm giác dễ chịu cho trẻ nhỏ. Bạn nên chậm dọn dẹp phòng ngủ của các bé sạch sẽ, gọn gàng, không có khói thuốc hoặc là rượu để tránh điều hòa hấp thụ, hoặc làm cho không gian quật quanh mùi dưới lưng bé. Cũng không nên để các vật cứng dễ hấp thụ nhiệt như là chiếu gỗ, chiếu tre, trúc mà nên sử dụng chiếc nệm để tránh lạnh lưng cho trẻ nhỏ. Cài đặt nhiệt độ mùa đông cho người già. Với người già thì chuyện bị huyết áp cao hay là thấp rất hay xảy ra vào mùa lạnh, đặc biệt là khi nhiệt độ trong phòng điều hòa quá thấp hoặc là quá cao sẽ làm họ bị ảnh hưởng. Cài đặt nhiệt độ cho người già cũng như trẻ nhỏ sẽ ở mức nhiệt độ 20-23 độ C hoặc chênh lệch giữa trong phòng và ngoài trời không quá nhiều. Giảm sốc nhiệt khi ra ngoài và nên bật điều hòa liên tục hoặc là bật một khoảng thời gian nhất định, không nên bật tắt liên tục, sẽ gây hỏng thiết bị. Đặc biệt cần lưu ý rằng khi mà mức nhiệt độ ngoài trời quá thấp, khoảng dưới 7 độ C thì hiệu quả truyền tải của máy điều hòa bắt đầu giảm và chúng ta nên bắt đầu sử dụng các thiết bị sưởi hoặc như là quạt sưởi, đèn sưởi, máy sưởi dầu hoặc là sử dụng song song để mang lại hiệu quả như mong muốn. Lưu ý khi sử dụng điều hòa để sưởi ấm vào mùa đông cho an toàn. Đầu tiên là hướng quạt gió xuống thấp. Chế độ sưởi của điều hòa 2 chiều có nhiều điểm chung với quá trình làm mát. Tuy nhiên thì trong quá trình này, máy nén thực hiện việc nén môi chất làm lạnh từ dàn bay hơi tới dàn ngưng. Đường đi của nó được thay đổi và vai trò của hai dàn trao đổi nhiệt bị hoán đổi. Do đặc tính của hơi nóng là bốc lên cao và dễ dàng bị làm nguội lạnh bởi không khí, nên người dùng điều hòa để sưởi thường có cảm giác chúng hoạt động không mấy hiệu quả so với lúc sử dụng để làm mát trong mùa hè. Đó là lúc bởi vì không khí lạnh thoát ra từ điều hòa sẽ có xu hướng lan tỏa gần mặt đất, mặt sàn của căn phòng cũng là nơi sinh hoạt chính. Lưu ý là nên hướng quạt gió của máy xuống thấp nhất có thể, khi đó thì không khí nóng được thổi ra sẽ lan tỏa đều hơn khắp phòng. Hạn chế mở cửa ra vào của cửa sổ. Cũng giống như trong quá trình làm mát thì khi bật vào mùa hè thì chế độ làm nóng cũng yêu cầu bạn phải giữ căn phòng kín, đóng tất cả các cửa ra vào, cửa sổ để đạt được hiệu quả tốt nhất. Ở số thế giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video để ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, sau các chúng ta là vô vàn những điều thú vị đúng không nào? Và chẳng có lý do gì mà chúng ta không tìm hiểu chúng. Vậy thì trong video clip lần này chúng tôi sẽ đem lại cho các bạn một điều vô cùng thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, thấy vợ lén lấy có 2 triệu đưa mẹ đẻ lo dỗ bố, tôi bảo thêm 5 triệu để bà làm vài mâm. Tôi lấy vợ tính ra tới nay mới chỉ được có 5 năm. Vợ chồng tôi cũng có 2 con nhỏ. Vì sinh con hơi sát nhau nên ông bà nội ngoại ở xa không đỡ đần được, nên vợ tôi phải nghỉ làm ở nhà chăm con. Cũng may tôi là nhân viên kinh doanh, thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ để
tôi lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy mà không quá thiếu thốn. Mỗi tháng tôi kiếm được khoảng 20 triệu đồng, tôi đưa em 17 triệu và chỉ giữ lại 3 triệu cho mình chi tiêu hoặc là phòng khi ra ngoài gặp khách cà phê. Vợ tôi là người rất hiền hậu và nhẹ nhàng, em luôn chăm lo cho ba bố con tôi một cách chu đáo, từ miếng ăn, giấc ngủ. Cả nhà quen có em, cứ hễ em về quê 1-2 ngày là loạn lên như rắn mất đầu. Tôi thương vợ lắm vì biết lấy tôi, em phải chịu nhiều thiệt thòi khi không được đi làm như những người phụ nữ khác. Chính bởi thế tôi thường bảo em là cứ thoải mái mà chi tiêu, ăn những gì em muốn hoặc mua những chiếc váy đẹp để mặc. Xong vợ tôi hà tiện lắm, em toàn tiêu pha cho bố con tôi mà chẳng bao giờ chi tiêu cho bản thân mình. Nhiều lúc tôi phải mắng mỏ rồi bắt mua sắm em mới chịu. Riêng về chuyện biếu xén nội ngoại hai bên thì vợ chồng tôi rất là bình đẳng. Tôi nói việc này em cứ cân nhắc phù hợp với kinh tế gia đình là được. Tuy nhiên khi biếu nội ngoại em vẫn thường báo cáo thẳng thắn cho chồng, hoặc những khi cần đề xuất trích một khoản nào đó em cũng hay bàn bạc thẳng thắn. Cuối tuần này là giỗ bố vợ tôi thấy vợ cũng đã nói sáo từ mấy ngày trước. Tôi bảo tùy em, mua lễ hoặc là đưa cho bà ngoại bao nhiêu thì đưa. Cứ nghĩ vấn đề nhỏ như vậy vợ cũng sẽ xử lý gọn như các lần trước nên tôi yên tâm toàn tập. Cho tới tối qua lúc em đi ngủ, em nói sốt ruột muốn về quê ngoại để hỏi xem mẹ làm giỗ bố năm nay ra sao. Tôi bảo em vậy sáng mai ngủ dậy cứ đưa hai con về quê chơi và ở đó tới cuối tuần thì tôi về giỗ luôn rồi vợ chồng cùng lên. Hai vợ chồng đã thống nhất vậy, em cũng đồng ý với kế hoạch như vậy. Vậy là nửa đêm tôi thấy em thức dậy rồi tiến tới ngăn tủ, hai đứa vẫn hay để tiền tiết kiệm. Em lấy ra 4 tờ 500k nhét vào phong bì. Thấy vợ lén nút như vậy, tôi giả vờ thức giấc đúng lúc đó. Tôi hỏi em đêm hôm không ngủ còn thức dậy làm gì. Em nói là không ngủ được và định lấy 2 triệu về đưa mẹ lo dỗ, nhưng còn ngại chưa dám bảo cho chồng biết. Tôi hỏi lý do tại sao thì em nói là lo dỗ cho bố đẻ là trách nhiệm của mẹ vợ và chị em vợ nên em không có quyền đòi hỏi, chồng cũng phải lo. Chưa kể em còn ở nhà ăn bám chồng không làm ra tiền. Nhưng em biết mẹ ở quê cũng khó khăn vì làm nông nghiệp không để ra được. Em cho em lại đang ăn học còn tốn kém vì thế muốn đỡ đần mẹ một chút nhưng em cứ lấn cấn. Nghe em nói vậy thì tôi thương vợ vô cùng. Tôi bảo em, vợ chồng sống với nhau 5 năm rồi mà sao em lại còn giữ kẽ với anh? Chẳng phải bao năm tôi coi mẹ em của em như em ruột của mình sao? Vì thế em không phải giữ ý tứ gì hết. Tôi còn bảo vợ cứ đưa bà 5 triệu để góp vào lo dỗ cho bố cho được chu toàn. Bà ngoại có thể làm thoải mái vài mâm mời cô dì chú bác nhà ngoại. Nghe chồng nói vậy mà vợ tôi đã ôm chồng khóc nức nở. Em bảo đời em thật may mắn khi lấy được một người chồng hiểu vợ, yêu thương vợ và cả gia đình vợ nữa. Nhưng ngược lại tôi thấy mình may mắn vì đã gặp được em. Đời này tôi chẳng cần gì tiền bạc quá nhiều, chỉ cần có vợ con ở bên cạnh, mọi khó khăn tôi đều có thể vượt qua được hết.